Xin chào quý vị và các bạn. Không khí đón năm mới đang tràn ngập khắp nơi. Có thể nói với người Việt, Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất trong năm và đánh dấu sự khởi đầu của một mùa xuân mới. Trong phóng sự đặc biệt này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 xin mời quý vị và các bạn về với Tết xưa trong Hoàng cung Triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử nước ta qua tài liệu châu bản. Khác với dân gian, Tết Nguyên đán trong Hoàng cung Triều Nguyễn diễn ra với nhiều nghi lễ long trọng. Lễ Nghinh Xuân, Tiến Xuân là một trong những nghi lễ quan trọng được tổ chức vào tiết Lập Xuân. Vua Triều Nguyễn làm lễ đón xuân và tiến thần cầu mang để cầu nguyện cho thời tiết được lành, mùa màng được thuận. Diễn ra vào cái ngày Lập Xuân và cái lễ ấy đặt ở cửa đông của kinh thành. Tại đó người ta phải đắp một cái tòa núi giả, trên đó có cái tường của thần Câu Mang là một cậu bé bị trâu, rồi có cái tường một cái con trâu mà con trâu và thần đó phải đắp bằng đất sét và phải có những cái kích tất theo đúng những cái con số của phân đất. Và cái viên quan phù dọa khi cũng đẩy cậu làm cái động tác lầm cầm cái roi và gõ nhẹ vào cái con trâu đất ấy, ý nghĩa là khuyến khích về nông nghiệp, con trâu nó cần mẫn hơn để nó sản xuất cây cảnh. Về sau, lễ nặn hình trâu trong lễ Nghinh Xuân được đề xuất thay bằng hình vẽ trâu để vẫn bảo tồn được lễ xưa mà lại tránh phiền phí. Theo châu bản Triều Nguyễn, năm khải định thứ 3, bộ lễ tàu, tháng trước nhận được tờ lục của nội các, bộ thần phụng xét, nay xin, phàm về sau, hàng năm tuân theo, như chuẩn đổi dùng một giá gỗ và một liên vải vẽ các hình trâu gặm cỏ, núi, mùa xuân, theo lệ Nghinh Tiến. Còn ở các tỉnh, xin nên tuân theo đó thực hiện để bảo tồn lễ xưa. Năm 1827, vua Minh Mạng dụ. Hết năm có lệ phong ấn, để các nha dành ít ngày nghỉ ngơi, nhàn hạ, trong khi cả năm phải siêng năng chăm chỉ làm việc. Từ nay, ấn tín quốc gia, hành dụng vẫn theo lệ thường. Còn các nha môn trong ngoài, cuối năm phong ấn, đầu riêng khai xuân, khai ấn, cứ theo lệ cũ mà làm. Trước khi cho vào hòm niêm phong, các ấn được lau chùi cẩn thận, nên lễ này còn được gọi là lễ phất thức. Châu bản Triều Nguyễn năm Bảo Đại thứ 19, có bản tấu của Ngự Tiền Văn Phòng, với nội dung: phụng theo lệ đến 26 tháng Chạp năm nay sẽ làm lễ phất thức tại Điện Càn Thành. Nay liệt kê các đại thần trong Hội đồng Thượng Thư, Phủ Tôn Nhân và các quan văn võ nhị phẩm trở lên tham gia lễ phất thức. Trong những ngày từ ngày phong ấn đến ngày khai ấn, văn võ đại thần đều miễn túc trực ban đêm. Năm Minh Mạng thứ 12, vua chuẩn định 4 ngày, đều miễn cho vào trực tiến bài. Vào cái năm của cái ngày 30 Tết này, lễ này gọi là lễ tuổi trừ vì nó diễn ra bằng cái ngày trực trừ là ngày 30 của một năm và có ý nghĩa là để cầu mong tất cả những cái điều xấu, những cái điều hung dữ sẽ trôi qua, các hoàng thân và hoàng tử sẽ thay mặt cho hoàng đế để mà cử hành các cái lễ tế trừ ở các cái miếu và điện. Cũng trong ngày lễ xong, hữu ti chiếu lệ dựng nêu, hoàng tử hoàng thân và lỗ bộ nghi trượng nhã nhạc đều lui ra, đến chiều hôm ấy vẫn theo lệ làm lễ trừ tịch. Theo lệ định trong năm Gia Long, mỗi năm đến Tết Nguyên đán, vua Ngự Điện Thái Hòa đặt đại triều bách quan làm lễ khánh hạ. Vào ngày mùng 1 Tết, bắt đầu là nhã nhạc tổ lên, rồi vua sẽ vào ngồi nghỉ ở trong cái ngai ở Điện Thái Hòa. Các cái ca công sẽ dâng lên những khúc nhạc trị bình. Nghi lễ này chính là nghi lễ mừng cho hoàng đế vào ngày đầu năm. Thì phía trước của cái ngự tòa sẽ đặt hai cái hoàng án, cái hương án màu vàng. Một bên là các cái hà điệu, điệu văn chúc mừng của các cái địa phương. Một bên là các cái điệu văn chúc mừng của các con ở trong lục bộ của tài kinh đô. Và sau đó là bắt con làm lễ khánh hà, làm lễ mừng là lạy hoàng đế năm lạy. Thì sau cái lễ lạy này, trong cái tiếng của nhịp điệu của âm nhạc, của tất cả sự diễn xướng lắm trọng rồi, thì nhà vua sẽ ban yến. Đây là nội dung một bản tấu của Bộ Lễ Nghi Công Tác vào năm Bảo Đại thứ 18.
lễ Nguyên Đán, ngày 25 tháng 2 năm 1944, kính rước Hoàng thượng ra điện Thái Hòa để các đại thần viện cơ mật, tôn nhân phủ và văn võ bá quan làm lễ khánh hạ. Có quý khâm sứ qua chúc mừng năm mới. Lễ kính xong, đưa Hoàng thượng qua làm lễ thỉnh an hai tôn cung, xin theo lệ hàng năm. Ngày thứ nhất thì sẽ bán yến cho hoàng thân, cho quốc thích, cho tất cả các đại thần tại cái tạo vương hoặc là tại điện thần chẳng. Rồi ngày thứ hai sẽ bán yến cho các cái quan, các phẩm cấp khác. Và ở các cái nơi xa xôi thì ở hành cung của các tỉnh thì cái viên quan tổng đốc thì sẽ ta hành cung đó làm lễ khánh hạ, và đồng thời cũng sẽ bán yến cho những thọ dân của trong cái địa phương của tỉnh của mình để cầu chúc cho cái sức khỏe của hoàng thượng ngày đầu năm nó được tốt đẹp. Vua Minh Mạng từng khai bút bằng bài thơ ngày Tết Nguyên Đán khai bút, trong đó có câu: canh điệt tứ thời nhưng phục thủy, yêu cần nhất niệm hữu tòng đầu. Dịch nghĩa: bốn mùa thay đổi quay vòng mới, một dạ chăm lo lại bắt đầu. Tết xưa trong hoàng cung triều Nguyễn mang đậm nghi lễ truyền thống, các hoạt động lễ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán đều được tổ chức rất trang trọng và chu đáo. Đó cũng là nét đẹp trong phong tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng phóng sự vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về Tết xưa trong hoàng cung. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng trung tâm trong thời gian qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong thời gian tới. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.